Đây là thành quả cơm lam của mình. Mình đổ chung món này ăn cho dễ. Ở đây trải dài xuống dưới này, nó một cái vườn khô toàn là gừng gió này, dài xuống dưới nó mọc nguyên cái khô này luôn. Gừng gió kia là cái chuối rừng nó đang mọc lên. Mùi gừng lấy lá này mà người thấy là cái mùi gừng, nhưng mà nó không phải là gừng ta, gừng nhà, mà là gừng gió chạy dài rất là nhiều. Bây giờ chỉ còn tiếng chim và tiếng thú. Mình đến một cái khe suối, khe suối nước trong mất. Bây giờ mình sẽ làm cơm lam cho bữa trưa này. Nước mang theo cơm lam dùng nước mình luôn, nước suối này mình dùng cũng được, nấu cũng được. Nước suối này rất là trong, mình có mang nước nhiều luôn là mình lấy nước của mình luôn. Cơm lam một ống mình lam chim cút, còn một ống thì lam lam cơm, cơm lép. Cơm lam chắc là chín rồi các bạn. Mình một một cái cơm lam, còn hai cái là thịt mình cho vào lam hết, chắc chín rồi. Đây là thành quả cơm lam của mình. Mình đổ chung món này ăn cho dễ. Cơm dẻo, dẻo không bị cháy, cơm không bị cháy, thịt cũng vừa chín tới. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam.